Thân chào quý vị và các bạn. Giờ này bây giờ là 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018. Colorman ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, nhưng mà Colorman dành thời gian để đi một vòng, tại vì hôm nay khá là rảnh rỗi, dành thời gian tranh thủ đi một vòng nữa để tìm kiếm những cái quán mới, những cái địa chỉ thú vị để review cho mọi người. Colorman đang có mặt tại đường Xuân Thủy Thảo Điền, quận 2. Trong cái khu vực này toàn là các biệt thự rất là sang trọng, mọi người có thể nhìn thấy ha, con đường này rất là đẹp, rất là thơ mộng, và các cái biệt thự rất là lớn. Nhưng mà lọt trong ở giữa cái trung tâm mà sang chảnh, có thể nói là những trung tâm mà sang trọng này, thì có một cái quán mà nghe mấy em trợ lý thư ký công ty em nó nói là ở đây có một cái quán hột vịt lộn rất là thú vị, tên là quán Kim Thảo, ở số 104 đường Xuân Thủy Thảo Điền, quận 2, và mình đã tìm ra được ở trên đây rồi. Và cái tiệm này đặc biệt là mình, tại sao mà mình đi vào lúc 3 giờ chiều, bởi vì mọi người nhìn thấy đó, đây giờ mở cửa là từ 15 giờ tới 23 giờ, 15 giờ tới 23 giờ giờ mở cửa, tức là từ 3 giờ chiều tới 11 giờ đêm, tính ra là cũng 8 tiếng hả. Cho nên là đó là lý do tại sao mà Colorman đến đây vào đúng 3 giờ chiều, chứ không phải là tự nhiên là canh giờ chính xác như vậy, bởi vì nói 3 giờ mới mở cửa, nhưng mà mình tới khoảng 3 giờ hơn một chút xíu mà trong đây là khách rất là đông. Rồi. Giờ này chưa đông hả? Vậy là thấy đông rồi đó, mới 3 giờ chiều. Chưa đông, chưa đông. Chỗ thì mới đông. Cô chủ quán hả? À, em hả? Dạ. Ôi, đây, bà chủ. Em biết anh không? Dạ. Chắc không biết hả? Dạ. Không biết không sao? Dạ. Không cần biết là gì. Dạ. Hả? Anh nghe nói như chỗ tiệm mình có gì đó, trứng vịt lộn đặc biệt lắm hả? Dạ, cũng có. Khác gì với các cái chỗ khác? Hôm nay gần gần. Nói chung là chỗ quán của em thì có món hột vịt lộn, có muối tiêu, rau răm, chanh ớt. Dạ, nó đặc biệt. Dạ, làm cái hay quá ha. Dạ. Tiệm hột vịt lộn mà đặc biệt là muối tiêu với lại rau răm với chanh ớt là đặc biệt. Cô này đi thi thách thức danh hài chắc được á. nó đặc biệt như thế nào thì lát mình phải thử mới biết được. Dạ, còn trứng thì sao em? Anh ăn đi, anh cảm nhận được mỗi điểm, anh cảm nhận được. Nhưng mà trứng anh nghe nói ở đây là trứng của mình, đó là 100 trứng như một hả? Ấp mề vừa ăn. Ấp mề vừa ăn. Dạ. Không no, không quá nhỏ, không quá lớn hả? Dạ. Ồ, sao em làm được hay vậy? Là tính hỏi để mở tiệm cạnh tranh. Nhưng mà thôi, chỉ giấu rồi. Em tên gì? Tính hả? À, Kim Tính, mà đặt tên quán là Kim Thảo. Kim Thảo con gái hả? Dạ không, Kim mới là lót tên của em, còn Thảo là Thảo Điền. À, dạ. Thấy chưa, bảo đảm là rất nhiều người đến quán này nhưng mà không phải ai cũng biết lịch sử của cái tên Kim Thảo đâu nha. Có lẽ là con mình Colorman biết rồi đó. Kim Thảo là Kim, là Kim Tính đúng không? Vậy lấy cái chữ lót chữ Kim, rồi còn Thảo là Thảo Điền. Dạ. Sao không lấy Kim Điền? Dạ. Lấy Kim Điền cho có liên quan tới Colorman ha. Yeah. Rồi nói chung nó nhiều quá. Cho anh 52 trứng nha. Hai người ăn là một vậy. Một người. Điên mình thì một người thôi. Lý do tại sao mà Colorman ăn hai trứng lát nữa sẽ giải thích. À. Muốn ăn 4 trứng luôn đó, nhưng mà thôi ăn 2 trứng thôi. Lý do tại sao không ăn 1 hoặc không ăn 3 trứng mà lại ăn 2 trứng, lát nữa mình sẽ giải thích. Mọi người nhìn thấy cái nước ớt không là thấy cũng muốn xỉu rồi ha. Rồi 2 trứng, dạ đây em cầm cho. Mọi người càng lúc là cái level phục vụ mình càng lên cao. Giờ đi tới đâu cũng bưng tô, bưng dĩa, bưng đồ các kiểu hết. Rồi, chào anh nha. Dạ. Lát anh ra nói tiếp nha.
Ủa em ngày em bán bao nhiêu trứng tổng cộng? Cái này là cái bí quyết rồi, cái này là cũng như là giấu luôn hả? Dạ. Ok, vậy là mình cũng hiểu là chắc là mua mấy cái nhà biệt thự ở Thảo Điền rồi ha. Cho nên là thôi giấu luôn chứ không mà khách họ không tới nữa, họ nói bán thịt lộn không mà giàu quá. Rồi, qua đây đi cho sáng sủa nha. Yeah. Mọi người chờ Coleman 30 giây để đi lấy thêm ớt. Quậy cho ớt nó lên rồi. Quậy là nghề của mình mà, siêu quậy từ bé rồi. Yeah. Ủa thôi tự nhiên. Mở. Rồi ơi thấy chưa? Chủ quán dễ thương quá. Mở cho sáng để quay cho đẹp. Lộn phải làm cái bia quá. Thôi cho biết Sài Gòn đi. Em uống gì vậy? Rồi em sẽ làm liếp có tiếng Anh. Tiếng Anh là mình nói còn như tiếng mẹ đẻ thôi, không có gì đâu. Nhưng mà qua đây ngồi hả? Anh tài xế này anh bây giờ anh quay bồ quá rồi, cho nên là giờ anh thấy anh còn biết đặt chỗ nào cho nó sáng cho nó đẹp rồi background rồi thứ các cái hết. Ăn có hai trứng ốc vịt lộn mà nói nhiều quá. Ui nóng quá. Nghe đồn là trứng ở đây đặc biệt đó, giống như 100 cái như một, tức là ốc mềm vừa phải, không quá nhỏ, không quá lớn. Tôi là tôi rất là sợ ốc vịt lộn mà già đó. Già nó lông lá tùm lum mình ăn mình sợ hơi ớn. Một số bạn thì rất có người thì thích cái con nhỏ xíu không có ốc mề luôn, còn một số người khác thì thích cái con non non. Tôi thì thích cái con non non nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nhỏ quá thì nó không ngon lắm. À nóng quá. Hey. Sài Gòn beer. Ước gì đi Sài Gòn thấy cái hình ảnh này, thấy cái clip này, thấy video này để tài trợ cho chương trình, tài trợ cho kênh Coleman ha. Đây, đó mọi người nhìn thấy nè. Đó mọi người nhìn xem nha, đó không có, đúng không, không có quá lớn. Đây mình bắt đầu đó. Nó rất là vừa, không có nhìn ớn. Thì mình có một số cái hộp lộn mà nó già quá thì lông nó đang cúi lui nhìn hơi ớn, giống như nó thành hình cả một con vịt con trong đó rồi. Đây để thử coi cái này nó khác biệt cái gì. Cái nước ớt này nó hơi giống như cái nước, có vẻ giống như hơi giống nước mắm chua ngọt á. Thử lần nữa coi cái này không? Đúng, hơi giống giống nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt nó cay. Rồi có một chút muối tiêu nữa, cái hương cái mùi thơm của tiêu nó dậy lên. Rồi thử chút xíu rau răm. Này đúng đặc biệt, còn rau răm thì đúng là rau răm.
rau răm nguyên chất. Không nếu mà nói nãy nãy cái chị Kim Tính chủ quán chỉ nói là rau răm đây đặc biệt thì mình thấy đúng, đặc biệt thì là rau răm chính cống chứ không phải là rau răm online một thứ rau nào khác. Thêm ly nước mía nữa. Phai mà ăn uống lắm luôn không? Dạ không, thịt lộn uống bia uống nước mía. Cheers. Lâu lắm rồi mới uống bia Sài Gòn, Sài Gòn đỏ. Nhưng mà uống trong cái khung cảnh mà ngồi mình xong ăn hai thịt lộn tự kỷ ấy, giống như đặc biệt tự kỷ. Thú vị vô cùng. Đây mọi người thấy nha, cái úp mè kích thước này nha, không quá lớn đúng không? Đương nhiên là nó không quá cứng, thành thêm mà mè nó dày quá, nhai nó cứng lắm mà nó sảm dữ lắm. Tiếp tục cái trứng thứ hai và sẽ lý giải cho mọi người biết tại sao ăn hai trứng. Tương truyền rằng ăn hộp vịt lộn là xả xui. Nếu như bạn đang xui, bạn ăn hộp vịt lộn thì xả xui. Nhưng mà tức là nó quay ngược lại đó. Bạn ăn xui, bạn ăn vịt xả xui. Nhưng nếu bạn ăn hên thì người ta nói là các bạn không nên ăn hộp vịt lộn, tại vì ăn lại thì ăn một trứng thì nó lại đang hên để thành xui. Đang xui thành hên. Nhưng mà tôi nói với các bạn nghe là không có cái gì mà nó gọi là toàn vẹn đâu. Trong cái hên nó có cái xui, trong cái rủi nó có cái may, trong may có rủi, trong xui có hên hết. Cho nên nói tóm lại luôn luôn mình phải nên cân bằng, mà muốn cân bằng thì phải hai trứng. Tức là mình đang ở tình trạng hiện tại, có thể là mình vừa đang hên vừa đang xui, đúng không? Vậy thì mình ăn cái là mình, như mình đang hên thì mình ăn cái mình xui, xui xong mình ăn lại cái là mình hên trở lại. Đấy, đơn giản là vậy. Triết lý của tôi đơn giản là vậy. Mà lý do tại sao ăn hai trứng thì đâu phải có đôi. Mình thì dâu của mình hết cho nên mình cũng buồn lắm. Đó, các bạn nhớ, lúc nào ăn hai trứng, đặc biệt là các bạn mà đang ế, đang trong cái giai đoạn gọi là đơn thân, đang trong giai đoạn độc thân thì nên cố gắng ăn một bình lộn. Mỗi ngày làm hai trứng. Làm ròng rã một năm thế nào cũng có người yêu. Rồi, thôi bắt đầu mình ăn nhanh cái này coi được không? Y như vậy luôn. Đó. Chính xác là như thế. Đây. Không có lông lá gì nhìn để cho mình ngán mình sợ hết. Giờ tôi thử tôi chế thêm chút xíu, chế thẳng vô luôn. Cái này người ta gọi là giống như là chích thẳng vô máu luôn á. Đây, chích thẳng vô máu luôn. Rồi, thử coi cái vị nó làm sao. Đã hơn. Ồ, cái nước này nó thấm vô luôn, đã quá. Đây, thêm tí nữa. Ngon lắm, không biết sao giữ nóng lâu vậy ta. Một cái đặc biệt nữa của trứng đây là rất nóng.
Đấy giờ để lâu nói nhiều lắm á, mà vẫn chưa nguội. Và cuối cùng là cái mề. Khúc mề. Cái mề này lớn hơn cái này chút xíu thôi. Đó. Làm sao mà bí quyết làm sao mà lựa trứng nào cũng như trứng đấy. Đấy, bí quyết thành công của chỗ vịt lộn Kim Tảo ở quận 2 là cái chỗ tuyệt chiêu này đây. Hỏi không chỉ đâu. Nếu mà chỉ là người ta đâu có mua villa được, đúng không? Rồi, xong. Ngon quá bà chú ơi. Dạ. Xuất sắc. Anh là anh Kiền ăn vịt lộn. Dạ. Anh là anh Kiền ăn vịt lộn mỗi lần mà tối mà đi nhậu bạn bè xong về á. Là tiếp tục mua vịt lộn về xong rồi ngồi trong phòng nhậu tiếp. Khoái vịt lộn lắm. Yeah. Nên nghe mấy bạn trợ lý rồi nhân viên công ty mấy bạn nữ suối đi qua. Nên anh đi bên em review đi. Dạ. Cảm ơn anh. Đặc biệt lắm. Mà bữa nay thấy đúng là đặc biệt không? Mà nó quá quá lớn hay nhỏ nhỏ. Dạ. Thì bắt tay vừa ăn á anh. Nói chung là mình cũng chọn cái độ vừa. Cái này là cả một cái sự kỳ công của chủ quán ở đây, mình nghĩ cũng chả có bí quyết gì đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà họ phải chịu khó, họ đi họ lựa từng trứng, trứng nào họ nhìn đó, có cái cách nhìn đó tôi nghĩ vậy. Trước tôi thấy là cái che rồi cái nhìn chắc là cái cách nhìn trứng người ta nhìn là biết. Nhưng mà phải đi lựa từng trứng thì mới có cái câu chuyện là trứng nào 100 trứng nó gần như là 99% giống nhau. Thôi, chiều chủ nhật chúc mọi người có một buổi chiều chủ nhật thật là hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp bên người thân. Và đừng quên đăng ký kênh Coloman nha, để xem thật nhiều review. Và nếu như các bạn muốn tìm đến địa chỉ này, một lần nữa nhắc lại. Một vịt lộn Kim Thảo 104 đường Xuân Thủy Thảo Điền, quận 2. 3 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Nha, các bạn đi sớm nè. Bạn đi ngoài cũng giờ này là chắc chắn là không thể thưởng thức được. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.